Ở đây mình có một cái nền chuyển sắc từ màu xanh đậm cho đến màu xanh sáng hơn. Đó, vậy thì thầy sẽ dùng công cụ Radiant Tool phím G, rồi chọn một cái màu, một cái màu mà các bạn mong muốn. Sau đó click vào cái ô lớn này nè các bạn, để mình chỉnh ha. Nó có hai màu thôi cho nên kéo bỏ ra bên ngoài một màu. Bên trái các bạn double click, các bạn chọn cho thầy cái màu xanh đậm. Bên phải các bạn double click, chọn cho thầy một cái màu xanh lợt hơn. Đó, ví dụ thầy chọn màu xanh lá như thế này. Ok các bạn. Chọn kiểu tô tròn, click ở đây kéo. Được chưa? Click ở đây kéo. Nếu nó ngược các bạn có thể chọn reverse, các bạn nắm các bạn kéo ở đây. Thường thì mình sẽ chuyển từ một cái màu đậm tới màu lợt thôi, đừng chuyển phức tạp quá. Mình sẽ chọn một cái công cụ gọi là hình chữ nhật, nhớ chuyển qua chế độ shape để vẽ nó tô màu luôn. Ví dụ đây thầy sẽ chọn tô cái màu xanh, vẽ ngang qua các bạn, Ctrl T các bạn xoay lại. Cái hình này các bạn sẽ tô màu chuyển sắc, các bạn sẽ chọn cho thầy là FX, chọn Radiant Overlay, tô màu chuyển sắc. Chuyển màu gì các bạn click vô ô màu này các bạn chọn. Đó, ví dụ thầy chọn màu này, thầy sẽ click vô ô bự này chỉnh các bạn. Double click vô thầy sẽ chọn cái màu cam, màu vàng cam, màu cam. Sau đó sẽ chuyển qua màu vàng. Vậy là thầy kéo này bỏ ra bên ngoài. Đây các bạn, rồi giữ Alt copy cái màu cam qua. Lại Alt copy cái màu vàng. Alt copy cái màu cam. Chúng ta sẽ chọn Custom Shape Tool. Custom Shape Tool click vô đây nè. Nếu trên máy của các bạn cái bảng này nó nhỏ đó, thường mặc định mới cài lên là cái bảng này nó chỉ có nhiêu đây thôi nè các bạn. Đây cái máy của các bạn thường nó có nhiêu đây thôi. Các bạn hãy click vào tam giác bên phải, chọn All, bấm OK. Vậy là nó hiện lên hết. Chọn cho thầy cái anh này các bạn. Các bạn vẽ một đoạn, sau đó các bạn mới đè phím Shift, nhấn Ctrl T chỉnh. Rồi chuyển sắc lại gì các bạn? FX, Radiant Overlay. Radiant Overlay, các bạn chọn màu cho thầy nha. Nếu các bạn muốn thêm các bạn click vô, các bạn giữ Alt các bạn copy. Đó, giữ Alt copy. Ok các bạn ha. Mình có thể xoay xoay cho nó có cái hướng khác. Đó, xoay cái hướng mà các bạn mong muốn các bạn. Anh này có cái bóng đổ các bạn. Đây các bạn nhìn thấy bóng đổ không? Bóng đổ là hiệu ứng gì? FX, Drop Shadow, bấm vô các bạn. Cái Drop Shadow này các bạn cho cái kích thước của nó là size càng lớn thì nó càng mờ. Các bạn cho thầy khoảng 2 thôi. Rồi các bạn đặt chỏ lên trên cái bóng đổ, các bạn kéo trực tiếp trên hình. Riêng cái hiệu ứng Drop Shadow là cho mình kéo trực tiếp. Ok các bạn nha. Và bây giờ mình vẽ tiếp một cái hình tròn nữa. Nhớ vẽ một đoạn rồi mới đè phím Shift giúp thầy. Sau đó các bạn canh vào đây. Và bây giờ mình gán cho thầy cái hiệu ứng đó là màu đơn sắc. Màu đơn sắc là FX Color Overlay. Chọn cái màu đơn sắc là màu đỏ. Màu đường viền. Đường viền là gì các bạn? Chót. Mình sẽ chọn một cái chót chuyển sắc. Chuyển sắc cái dạng này. Và xoay xoay cho nó lệch. Ok các bạn. Thì lúc này cái đường viền chuyển sắc của các bạn nhìn nó sẽ như thế này, nhìn nó sẽ nổi hơn, nó đẹp hơn thay vì mình không có cái đường viền. Các bạn muốn chọn hình chữ nhật này, click phải chọn. Sau đó các bạn double click vào cái Radiant Overlay. Thầy muốn chỉnh lại cái màu bên dưới này. Giữ Alt copy qua đây. Đó, thầy muốn cái màu cam nó đậm đậm ở đây hơn. Đó, cái màu cam cho nó đậm ra đây một xíu này, kéo ra. Đó, giữ Alt kéo qua đây một xíu này. Ba cái layer này thầy muốn kéo thấp xuống bên dưới để thầy thêm cái test lễ hội sắc màu. Thì các bạn giữ Shift chọn cả ba layer kéo xuống. Sau đó mình sẽ thêm cái test lễ hội sắc màu bằng cách mở cái file Word lên các bạn. Copy từ Word sang nè, các bạn quét chọn nhấn Ctrl C. Máy Mac thì Command C. Qua bên Photoshop các bạn dùng công cụ Tab, click chuột tại một điểm nhấn Ctrl V dán vô.
Vậy là xong. Nghe nhấn Ctrl T phóng lớn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về công cụ text, chúng ta chọn một cái font. Cái font đơn giản dễ đọc thôi. Nha. Nói ví dụ thầy dùng cái text này đi. Phóng lớn lên xíu nữa nè. Trên cái chữ lễ hội sắc màu này nó có mấy cái hiệu ứng. Hiệu ứng thứ nhất, chop. Hiệu ứng thứ hai, fill. Hiệu ứng thứ ba, drop shadow. Vậy các bạn sẽ chọn FX, chop. Chop là mình lấy cái đường viền. Ví dụ như là 4 pixel. Drop shadow là đổ bóng. Rồi màu đơn sắc là gì các bạn? Color overlay, chọn cái màu. Còn các bạn không thích màu đơn sắc thì các bạn có thể chọn màu chuyển sắc. Sau đó các bạn chuyển cho nó thành cái văn bản là có khoảng to, khoảng nhỏ. Gọi là biến dạng văn bản thì các bạn chuyển qua công cụ text. Các bạn click vô cái chữ T cong cong ở trên này nè, thấy không? Nó gọi là warp text. Warp text, click vô các bạn, chọn nè. Bẻ cong lên hoặc bẻ cong xuống. Được không? Kiểu tiếp theo này các bạn lá cờ. Lá cờ nó cong cong như thế. Con cá này các bạn đầu to đầu nhỏ. Được chưa? Ví dụ thầy chọn con cá à, có đầu to đầu nhỏ nè các bạn. Các bạn có thể biến dạng thêm. Rồi còn bạn nào không thích kiểu này thì có thể chọn cái kiểu ạt, cho nó bẻ cong lên. Và lúc này các bạn vẫn dùng đầu to đầu nhỏ được bình thường. Rồi. Dạ là được rồi. Qua phần tiếp theo, sắc màu poly, nhấn Ctrl C. Sang bên này dùng công cụ text, click ở một điểm một, nhấn Ctrl V. Chữ sắc màu á, các bạn dùng công cụ text, các bạn đặt chỗ đây, các bạn enter xuống dòng. Được chưa? F poly, mình enter xuống dòng cái nữa ha. Rồi nhấn Ctrl A nè các bạn. Chọn cho thầy là Antelope với mũi tên. Với mũi tên mình di chuyển để mình cho các cái tab này nó gần lại với nhau. Antelope với mũi tên lên là nó sẽ gần lại với nhau. Canh giữa nè các bạn. Antelope với mũi tên xuống là nó sẽ thưa nhau. Chọn màu nha. Đặt lên đây. Rồi chọn phông các bạn. Ví dụ đây thầy chọn phông này. Chọn đây nhấn Ctrl A, Antelope với mũi tên xuống. Để cho nó thưa nhau một xíu, nhìn nó đẹp hơn. Rồi chữ sắc màu là màu gì? Màu xanh, màu trắng và màu vàng. Vậy các bạn sẽ quét chọn chữ sắc đây. Quét chọn ở đây nè Trâm. Chọn màu xanh. Quét chọn đây nè Hậu. Chọn màu vàng ha. Rồi tương tự các bạn gắn các cái tab khác luôn nha. Các bạn canh văn bản, các bạn có thể dùng Window Character. Các bạn canh khoảng cách giữa các dòng là đây. Mình chọn là Auto. Auto là nó cứ dòng nó cách dòng rất là đều nha. Chọn Auto ở đây. Rồi lúc này các bạn chọn màu, các bạn tô vô. Ở đây là màu đỏ với cái đường viền. Thì các bạn sẽ chọn cho thầy là FX Chop. Đường viền trắng ha. Đường viền trắng với lại cái Fill Color Overlay màu đỏ. Đó. Ok. Rồi các bạn gán thêm cái logo F Poly vào đây. Open cái logo. Rồi copy dán qua các bạn nha. Ctrl A copy dán qua đây. Đặt bên dưới này nè các bạn. Thấy không? Rồi cái tab các bạn cũng copy qua luôn. Đây. Nhớ văn bản là nhớ kẻ cái khung để dán vô. Được chưa các bạn? Nhấn Ctrl A cho size nhỏ thôi, ở đây khoảng 14. Rồi thực hiện các bạn nha. Còn cái mấy cái hiệu ứng dấu chấm này làm tới đây đi rồi thầy hướng dẫn các bạn.
Thank you.